Hello, xin chào các bạn. Mình Hiếu bên kênh Seven Die. Hôm nay ngày 22 tháng 6 thì cũng chỉ còn vài ngày nữa thôi thì cái chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ thì chúng ta sẽ biết thông tin chính xác là có giảm hay không. Thì cũng rất nhiều khách hàng bên mình có liên hệ hỏi và đắn đo là không biết có lên chốt xe ngay hay không để hưởng thứ nhất là cái chính sách giảm thuế và thứ hai là cái giảm giá của hãng. Thì như mọi người biết đấy, thì với 3 lần giảm giá trước thì rất nhiều khách hàng chúng ta có thể mua được những cái xe mà vừa được giảm giá từ hãng và sau đó thì chúng ta đi đăng ký để được giảm cả thuế nữa. Thì đó là một công đôi việc mọi người ạ. Đấy, thì hôm nay thì mình sẽ làm báo giá gửi cho mọi người về cái mẫu Hyundai Accent phiên bản cao cấp này theo phương án sắp tới được giảm 50% lệ phí trước bạ mọi người nhá. Hyundai Accent phiên bản only 2024 được Hyundai thành công lắp ráp và phân phối với 4 phiên bản. Năm nay thì sẽ có 3 phiên bản số tự động và duy nhất một phiên bản số sàn thôi. Đây là phiên bản số tự động bản cao cấp có mức giá niêm yết là 569 triệu đồng. Thì hiện tại trong tháng 6 này bên mình đang hỗ trợ giảm ngay 1 triệu cho mọi người nhá. À, giá chỉ còn 558 thôi. Đấy, và nếu như sắp tới được giảm 50% lệ phí trước bạ thì chiếc xe này lăn bánh tại thủ đô chỉ vào 614 triệu thôi. Mua trả góp thì mọi người cần tối thiểu là 167 triệu. Chi phí trên thì mình kê theo phương án đó là giảm 50% lệ phí trước bạ và chưa bao gồm đó là bảo hiểm thân vỏ hay là những khoản dịch vụ đăng ký đăng kiểm hay những chi phí khác đi kèm mọi người nhá. Đấy, xe thì mình đã khởi động lên rồi, xe để ngoài nó nóng ấy. Thì những chiếc xe mà có chế độ khởi động xe từ xa này thì phải nói là rất hữu ích mọi người ạ. Vào xe là đã mát ngay rồi. Và một cái đặc điểm quan trọng của Hyundai Accent mẫu mới năm nay đó là cái hệ thống điều hòa mọi người ạ. Điều hòa của Accent năm nay thật sự nó cải tiến cực kỳ tốt. Mát rất là nhanh và lạnh sâu luôn. Thật sự là những cái này hãng người ta không công bố đâu nhưng mà chúng ta phải trải nghiệm xe thực tế thì mới cảm nhận được. Thì nếu như mà bạn nào ở gần khu vực đại lý bên mình là Hyundai Đông Anh thì có thể liên hệ với mình qua trực tiếp để trải nghiệm những cái dòng xe của Hyundai. Phiên bản only là gì? Là phiên bản mà thay đổi hoàn toàn mọi người nhé. Từ động cơ, khung gầm, rồi nội thất bên trong. Chúng ta sẽ không nhìn thấy bất kỳ cái điểm gì trên mẫu cũ ở đây nữa. Đấy, mẫu cũ thì bên mình vẫn còn đây mọi người. Mẫu cũ đang xả nhé, 490 mà đặc biệt. Trên phiên bản cao cấp này chúng ta sẽ có đèn tự động thích ứng. Tức là khi chúng ta đi cao tốc ấy, nó sẽ có một cái cam giám sát ở bên trên kia, trên kính kia. Nó sẽ phát hiện ra phương tiện phía trước, nó sẽ tự hạ pha xuống mọi người ạ. Hạ pha xuống để không gây chói cho phương tiện đi ngược chiều của chúng ta. Bạn nào mà chưa xem chi tiết thì những cái video mình đăng ở trên kênh thì vào kênh của mình xem nhé. Mình quay chi tiết cái xe này rất nhiều rồi. Hôm nay thì muốn làm cái báo giá để gửi đến mọi người theo cái phương án sắp tới được giảm 50% lệ phí trước bạ. Đó. La răng 16 inch nhưng mà được tạo hình đẹp hơn. Năm nay có cảm biến áp suất lốp mọi người nhé. Cảm biến áp suất lốp thì được trang bị trên hai phiên bản đặc biệt và cao cấp. Nó sẽ hiển thị riêng biệt từng bánh chứ không phải là hiện chung chung như i10. Đó. Rồi gương. Gương năm nay thì đã được trang bị là tự động cụp gương. Đối với cái mẫu trước thì mình vẫn hay chê đó là khi khóa xe thì cái gương nó sẽ không tự động nó cụp. Nhưng mà với phiên bản mới này thì chúng ta đã được trang bị cái tự động cụp gương rồi. Và có cả sấy gương mọi người nhá. Sấy gương này thì đi cái trời mưa ấy nó rất là hữu ích. Đây mọi người nhìn thấy không? Trên này nó có cái cảnh báo, đây là cảnh báo điểm mù. Đó, cái này chỉ xuất hiện trên phiên bản cao cấp thôi. Cái tay nắm cửa năm nay cũng làm cái dạng mạ chrome mờ như này và cảm giác nó to bản hơn, cầm chắc chắn hơn. Nói chung năm nay nó thay đổi đẹp thật mọi người ạ. Mình cảm giác nó còn đẹp hơn cái mẫu Elantra ấy, vì cái tỷ lệ xe nhìn nó hài hòa hơn. Cụm đèn phía sau này cũng là full LED mọi người nhá. Đó, đi buổi tối thì nó sẽ sáng cả cái giải này, rất đẹp. Đèn phanh ở đây nó có những cái chấm đèn nét này. Đẹp lắm mọi người ơi. Cảm biến sau. Rồi cam lùi. Cốp của Accent thì vẫn rất rộng rồi. Đó. Lăn bánh giờ có hơn 600. Quá hợp lý. Máy to hơn nhưng mà lại tiết kiệm nhiên liệu hơn mọi người nhá. Đây cho mọi người xem. Cái vấn đề tiết kiệm nhiên liệu thì nó phụ thuộc nhiều vào phần hộp số nữa.
Nếu chúng ta sử dụng hộp số 6 cấp như phiên bản cũ thì chắc chắn nó sẽ tốn nhiều nhiên liệu hơn. Đây mọi người, kết hợp là 5,81 này, trong đô thị là 7,66 này, ngoài đô thị là 4,75. Và chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng được vào những cái thông số này của nhà máy nhá. Nó chỉ hơn kém nhau một chút thôi. Khi xe chúng ta đi rốt đa khoảng độ 1-2 vạn cây thì lúc đó thì máy móc sẽ ổn định nhất. Còn mới mua về thì nó sẽ hơi tốn xăng một chút. Các bạn nào mới mua xe thì cũng không nên hoang mang quá, bởi vì là xe nó mới thì các chi tiết của động cơ nó còn chưa được trơn tru ấy, thì nó sẽ tốn xăng hơn một chút. Còn khi chúng ta đi nó rút ra rồi thì chắc chắn là sẽ tiết kiệm hơn. Thì chia sẻ một chút thì đợt này cũng rất nhiều khách hàng liên hệ và hỏi là có nên là chốt xe thời điểm này không hay đợi chính sách thuế nó ra. Thì khuyên thật mọi người thì nếu như mọi người đã có nhu cầu lấy xe thì mọi người cố gắng chúng ta chốt cọc sớm. Đấy. Thì sang tháng nếu mà có thuế được giảm thì lúc đó bên mình sẽ hỗ trợ khách hàng xuất hóa đơn và đi đăng ký. Còn nếu không thì các bạn vẫn mua xe đúng không? Không giảm thuế thì mọi người vẫn mua xe thôi. Cho nên là chúng ta cọc bây giờ thì được cái là có cái chính sách giá nó tốt. Và xe nó cũng sẵn nữa. Đấy, vào bên trong ma thật. Điều hòa của Accent năm nay phải nói là thật sự là thay đổi ngoại ngục đấy. Nó mát sâu lắm mọi người ạ. Không như phiên bản cũ đâu. Đấy, trên phần vô lăng này mọi người thì năm nay cái bản cao cấp này chúng ta sẽ được trang bị gói an toàn Hyundai Smart Sense. Và gói này thì nó sẽ có các chức năng như phòng tránh va chạm phía trước, phòng tránh va chạm phía sau, giữ làn đường mọi người nhá. Đó. Cruise control này thì chưa phải là adaptive cruise control. Nhưng mà nó cũng sẽ có giới hạn tốc độ. Đó là khi chúng ta đi cao tốc, mọi người set tốc độ nó là 90 km/h thì mọi người dù có đạp ga nhiều đến đâu thì nó cũng chỉ đến 90 thôi, tức là xe nó chỉ đạt tốc độ đến 90 thôi, tránh trường hợp chúng ta bị quá tốc độ và bị phạt nguội. Trên phiên bản cao cấp này chúng ta sẽ được trang bị đó là 6 túi khí mọi người nhá. 6 túi khí, điều hòa tự động. Và cái phần chỉnh này nó làm rất tinh tế này. Khi mọi người để như này thì nó sẽ là phần chỉnh điều hòa. Còn khi chúng ta nhấn vào đây thì nó sẽ là phần chỉnh media. Đây mọi người nhìn thấy không? Chỉnh nhạc nhẽo các thứ đấy. Đó. Trên phiên bản cao cấp này thì chúng ta sẽ có làm mát hàng ghế đầu tiên. Không có sưởi ghế nhưng có làm mát. Accent mình thấy nó là một cái xe mà nó thực dụng mọi người ạ. Như mọi người biết, thật ra như nếu thị trường ta những như cái mẫu xe cao cấp thì chúng ta có làm sưởi ghế, tức là làm ấm ghế vào mùa đông, thì thật ra nếu mà có thì cũng là ok thôi, nhưng mà mình cái đấy nó không cần thiết, mà cái làm mát ghế này nó mới là cái cần thiết này. Khí hậu Việt Nam mình nó rất là nóng bức, những cái ngày gần đây thì mọi người biết đấy, nó cực kỳ nóng bức luôn. Nếu mà có cái làm mát ghế này thì đi thực sự là rất thoải mái. Ở phía dưới chúng ta sẽ có sạc không dây mọi người nhé. Sạc không dây chỉ được trang bị trên phiên bản cao cấp nhất thôi. Còn những phiên bản kia thì không có mọi người ạ. Đây có cam view này. Ở đây nó hơi bị ngược sáng để mình quay đâu đây. Máy năm nay máy 1.5 một số IVT này thật sự êm ái, tiết kiệm nhiên liệu. Đó, để mọi người nhìn nó đỡ bóng hơn. Ở trong xe nhưng mà nó hơi bị ấy. Nó hơi bị ngược sáng như thế này. Chúng ta sẽ có màn hình giải trí là 8 inch. Và chúng ta có thể nhìn được cái góc. Đây là mình chưa bóc cái này ra thôi. Đó, bóc ra thì nó sẽ nét hơn nhá. Đây nó có những cái góc nhìn của cam này. Cái này trên phiên bản cũ là không có đâu. Đó. Màn hình thông tin, đa thông tin đây. Hiển thị lên tới 10,25 inch. Mọi người nhìn này. Nó cũng tương tự khá là giống với phiên bản cũ, nhưng mà mọi người nhìn thấy ở đây nó có cái biển báo tốc độ nhé. Trên con cao cấp này nó sẽ có cái đọc biển báo tốc độ, đó là khi mọi người đi nó sẽ cảnh báo mọi người, nó có cam phạt nguội này, có cam gián sát này, sắp tới là có cung đường nó cho phép tốc độ quy định là 50 hay là 60 hay là 80 đấy, thì nó sẽ nói đọc lên cho mọi người. Cái này rất hay. Accent thì luôn là một trong những cái mẫu xe được Hyundai chú trọng nhất, bởi vì doanh số của Accent bán là mạnh nhất hãng mọi người ạ.
mạnh nhất hãng luôn. Để mình đi thử một vòng nhé. Bạn nào mà chưa xem chi tiết cái mẫu xe này thì có thể truy cập vào kênh của mình. Mình đã có video quay rất chi tiết về mẫu xe này rồi. Thì hôm nay là muốn làm báo giá cho mọi người, những khách hàng ở trên kênh chúng ta đang quan tâm đến cái vấn đề là giảm 50% lệ phí trước bạ. Đây, xe. Xe mới thì lốp người ta sẽ để hơi căng, từ nhà máy người ta bơm sẽ khá là căng, cho nên là mọi người sẽ cảm giác nó hơi ồn một chút. Nhưng thực sự cái khả năng cách âm của cái mẫu Accent mới này nó được cải thiện rõ rệt so với phiên bản cũ đấy. Ra hàng sau cho mọi người xem nhé. Phần không gian đây. Đây mọi người nhìn mình ngồi như này nó quá thoải mái luôn. Mình thì thường đi xe tự động thì mình sẽ ngồi xa ra một chút. Đó, đúng ra mọi người ngồi dịch lên một chút này. Như này là ok này. Đó. Đây đầu gối mà còn thừa một khoảng nhá. Bây giờ mình sẽ ra hàng sau cho mọi người thấy cái độ rộng rãi của mẫu xe này. Phía sau thì chúng ta được trang bị tới hai cổng sạc Type-C nhé. Đấy, hai cổng sạc Type-C. Nói chung bây giờ những cái thiết bị điện tử nó gần như là chuyển sang sạc Type-C rồi, cho nên là cũng không có gì lấy làm lạ khi mà những cái mẫu xe trên thị trường là đã dần dần chuyển sang sạc Type-C. Wow, đây mọi người nhìn này, thực sự nó là một biển trời mênh mông luôn, rộng rãi thực sự luôn, và có bệ tì tay. Bệ tì tay này thì chỉ được trang bị trên phiên bản cao cấp thôi nhé. Đó, bệ tì tay ngồi rất là rộng rãi. Và có thể gập 64 nhé. Cái ghế hàng sau này có thể gập 64. Rộng lắm mọi người. Như này thì làm gì phải mua Elantra đúng không? Accent là quá rộng rãi rồi. Cái góc này đẹp này. Đó. Đấy thì sắp tới nếu như bạn nào có nhu cầu về những cái dòng xe của Hyundai thì liên hệ với mình theo số điện thoại là 0983 028 836. Bên mình thì luôn sẵn xe để phục vụ mọi người. Những bạn nào ở gần khu vực Hyundai Đông Anh thì có thể trực tiếp qua đại lý hoặc liên hệ với mình để có thể trải nghiệm và lái thử những cái mẫu xe của Hyundai nhé. Thật sự năm nay nhìn cái dáng nó đẹp gì đâu mọi người. Hết nước chấm luôn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye.